Ngày 3 tháng 3 tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức chương trình khởi động tháng thanh niên, tháng 3 biên giới năm 2022 và phát động thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo, tháng thanh niên năm 2022, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, tăng cường các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ 13 và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà gồm chăn ấm, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng các công trình ngôi nhà hạnh phúc, hàng cây thanh niên thắp sáng đường biên, xây dựng nhà nhân ái, tặng vườn cây sinh kế cho thanh niên, tặng túi thuốc an sinh với tổng giá trị trên 230 triệu đồng cho các đơn vị cá nhân trên địa bàn xã.